Quý vị thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một ngày nọ, một vị thầy đưa các môn sinh của mình đến một cánh đồng mọc đầy cỏ dại dạo chơi. Vị thầy hỏi các đồ đệ, các con, hiện giờ chúng ta đang ngồi trên thứ gì? Các đồ đệ trả lời, ngồi trên cỏ. Vị thầy nói tiếp, trên cánh đồng này mọc đầy cỏ dại, thầy muốn biết chúng ta phải dùng cách gì mới có thể loại bỏ được chúng. Các đồ đệ nêu ra những ý tưởng riêng của mình. Một số nói là phải nổi lửa đốt mới diệt được cỏ dại. Một số lại cho rằng phải dùng xẻng xúc. Số khác thì lại nói phải dùng tay nhổ tận gốc mới loại bỏ được hết đám cỏ dại này. Sau một hồi, vị thầy đứng dậy và nói với họ, các con hãy về nhà và dùng phương pháp riêng của mình để loại bỏ cỏ dại trên một cánh đồng. Năm sau, nếu còn thắc mắc, thầy sẽ gặp lại các con. Một năm sau, tất cả mọi người đều quay trở lại cánh đồng ấy. Điều khiến họ ngạc nhiên là nơi mà họ gặp nhau một năm trước đã không còn được bao phủ bởi cỏ dại nữa. Thay vào đó, nó được bao phủ bởi rất nhiều các loại cây khác nhau được trồng một cách hợp lý. Tuy nhiên, vị thầy đã không xuất hiện nữa. Ông qua đời trước đó một thời gian. Khi các môn sinh đến sắp xếp lại đồ đạc của thầy, họ đã tìm thấy ở cuối cuốn sổ nhỏ viết một dòng ghi chú. Nếu muốn loại bỏ cỏ dại trên một cánh đồng rộng lớn thì chỉ có một cách, đó chính là trồng kín cây lên trên cánh đồng đó. Cỏ dại tự nhiên sẽ không còn không gian để sinh tồn. Đối với con người cũng vậy. Nếu một người muốn làm cho tâm của mình tốt đẹp, không ưu không lo, thì cách duy nhất là dùng mỹ đức để lấp đầy nó. Quả thực trong cuộc sống hiện đại tràn ngập những thông tin bất thiện, những cảnh tượng không đúng đắn, tâm trí chúng ta không thể không bị lây nhiễm. Để loại bỏ những suy nghĩ bất thuần, bất thiện ấy, cách duy nhất là lấp đầy tâm trí của chúng ta bằng những suy nghĩ lương thiện và đạo đức tốt đẹp. Lấy những suy nghĩ đúng đắn, tốt đẹp để thay thế những suy nghĩ bất chính, bất thiện. Ngoài đó ra thì không có cách nào khác. Hành vi của một người đều là bị chi phối bởi tâm trí. Chỉ khi trong tâm hồn chứa thiện niệm mới có thể tạo nên một người tốt, người lương thiện. Và để giúp tâm quý vị luôn được an yên, Chân Lý Cuộc Sống xin chia sẻ những điều sau. Thứ nhất, giữ thân như ngọc. Ngọc tượng trưng cho sự cao quý và trong sạch thuần khiết. Bởi vậy thời xưa, người quân tử, người có đạo đức cao thượng thường được ví như là ngọc. Người xưa cho rằng ngọc có năm đức, tương ứng với năm mỹ đức của người quân tử là nhân, nghĩa, trí, dũng, khiết. Con người làm gì cũng đều phải tuân thủ theo đạo lý. Thời cổ đại, người quân tử chân chính đối với bản thân vô cùng nghiêm khắc. Đây là một loại tự giới luật bản thân, không làm sằng làm bậy. Giữ thân như ngọc chính là không tùy tiện, trong tâm luôn có nguyên tắc và đường giới hạn của mình. Ánh sáng của ngọc phát ra từ nội tại bên trong, tương ứng với nội tâm của người quân tử. Trong sách luật ngữ viết, vọng chi nghiễm nhiên, tức chi dã ôn, thính kỳ ngôn dã lệ. Ý nói là người quân tử trông xa thì thấy trang nghiêm, nhưng đến gần thì thấy ôn hòa, nghe lời nói thấy trang trọng nghiêm túc. Một người có thể làm được những điều giống như người quân tử, bên ngoài thì nho nhã lễ độ, bên trong nội tâm thì thuần khiết đoan trang, thì chính là người đã có thể giữ thân như ngọc. Thứ hai là giữ tâm như gương. Gương có ba ưu điểm mà con người làm không được. Gương có thể chiếu ra hình ảnh giống như vật, nhưng khi qua đi rồi cũng sẽ không lưu giữ lại hình ảnh của vật ấy. Con người khó có thể làm được khi sự tình đến thì tiếp nhận, khi sự tình qua thì quên đi. Gương phản ánh chân thật, không phân biệt bần sang quý tiện. Con người khó có thể làm được khi đối mặt với một người ăn mày và một quốc vương mà vẫn cung kính như nhau. Gương phản chiếu màu đỏ thành màu đỏ, màu xanh thành màu xanh, không tự đổi màu của vật. Con người khó có thể làm được thuận theo duyên, tùy duyên mà thích ứng. Gương có thể phản chiếu ra hình ảnh của vật, nhưng nếu mặt gương bị phủ một lớp bụi thì hình ảnh phản chiếu ra sẽ bị mờ nhạt và không được rõ ràng. Tâm của con người cũng như mặt gương vậy.
Một khi tâm người là sáng tỏ thì nhìn núi ra núi, nhìn sông ra sông. Nếu tâm của một người đã bị che lấp bởi một lớp bụi danh lợi tình nơi trần thế thì sẽ khó có thể nhìn ra gì sáng tỏ. Một người nếu có thể giữ tâm trong như gương sáng thì dù cảnh vật bên ngoài có biến đổi ra sao đi chăng nữa, người ấy vẫn có cái nhìn thanh tịnh rõ ràng, không bị mê hoặc, cảnh chuyển mà tâm không chuyển. Thứ ba là giữ khẩu như bình. Trong Tăng Quảng Hiền Văn có viết: thủ khẩu như bình, phòng ý như thành, ninh khả phụ ngã, thiết mạc phụ nhân. Ý nói là giữ miệng như giữ bình có nút, phòng ý như tường thành, dẫu người phụ ta, ta nhất quyết cũng không được phụ người. Lời nói là không thể tùy tiện mà phát ra, cũng không thể tùy ý mà bình phẩm người khác. Đối với những điều không nên nói thì một chữ cũng không nói. Đối với những lời nói sằng bậy thị phi thì càng phải giữ miệng. Đây là một loại tu dưỡng, cũng là một loại xử thế. Vừa là vì người, cũng vừa là vì mình. Con người thường ở vào lúc tức giận, oán hận, bất mãn mà nói ra những lời cay nghiệt, lời tổn hại đến người khác. Người bị oán trách sẽ vì những lời nói cay nghiệt đó mà khắc sâu trong tâm, thậm chí làm ra những việc không thể vãn hồi lại được. Vì vậy, một người có thể làm được thủ khẩu như bình sẽ không chỉ nâng cao được sự tu dưỡng của bản thân mà còn tránh được những tai họa không đáng có. Thứ tư là làm người chân thật. Bản tính chân thật là kho báu trời sinh của mỗi người. Một người có bản tính chân thật, tấm lòng chân thành thì khi đối xử với người nhà sẽ đạt đến mức chí thân, chí hiếu, chí tình, chí thâm. Còn khi đối với bạn bè, họ sẽ không có tâm tính toán mưu mô mà luôn trong sáng vô tư và hết lòng. Đối với người khác, họ sẽ có thể khoan dung rộng lượng, không so đo thiệt hơn. Đối với sự vật, họ có thể tự tìm được niềm vui ở trong ấy. Cho nên, người thật thà luôn được lòng người, được người khác tin tưởng và họ là những người chắc chắn có được phúc báo trong cuộc đời. Thứ năm, biết tự ước thúc bản thân. Tự điều chỉnh hạn chế ước thúc bản thân chính là tự kiểm soát được bản thân, không ngông cuồng dựa vào thế lực, không bị cám dỗ bởi sự tình bên ngoài. Trong lòng họ luôn vững như dãy trường thành, có thể ngăn chặn được sóng cao vạn trượng. Người nắm chắc bản thân có thể thẳng thắn đối mặt với chính mình, có thể dùng tâm thuần khiết để đối đãi với người khác, hiệp nghĩa khi kết giao bạn bè, giữ được lòng chính trực không thiên vị, hiên ngang như cây trúc. Người ấy khi đối mặt với sự hấp dẫn muôn hình muôn vẻ thì tâm không động, mắt không say, miệng không tham. Có thể làm được những điều ấy bởi vì họ luôn có lòng tự tôn và tự tin vào bản thân mình. Bởi vậy, người xưa giảng, người đọc sách mà không tu dưỡng đức thì chỉ là nô lệ của chữ. Làm quan mà không thương yêu che chở dân thì chỉ là cường đạo mặc áo mũ chỉnh tề. Dạy tri thức mà không tán thành thực hành thì chỉ như là hòa thượng thuận miệng tụng kinh mà không ngộ pháp. Người tạo dựng sự nghiệp mà không chú trọng tu dưỡng phẩm hạnh đạo đức thì cũng chỉ như là đóa hoa nở, trong nháy mắt sẽ héo tàn. Thứ sáu là tu dưỡng sự tĩnh lặng. Không quan tâm điều hơn lẽ thiệt, ngắm trước sân hoa nở hoa tàn, tùy ý ra đi hay ở lại, nhìn khung trời mây tụ mây tan. Tĩnh là một loại tâm bình thản, là một loại khí phách, một loại cảnh giới cao thượng. Người có thể thủ tĩnh chính là giữ được chí hướng, giữ được bản tâm, giữ được sự thanh bần, khí tiết của mình. Muốn thủ tĩnh, cần phải tu dưỡng trở thành người mà ở ngoài thân thì không vướng bận, ở trong tâm thì an yên. Tâm không động mới có thể giữ vững được khí tiết. Tâm không động mới có thể bảo trì được chân ngã. Tĩnh không phải là im lặng, mà chính là ở trong động vẫn có thể giữ được tâm thái cân bằng. Nó là một loại trạng thái nội tâm thông qua tự thân điều tiết mà có. Người có tâm bình tĩnh có thể nhảy thoát ra khỏi sự mê hoặc của thế tục. Nó cũng có thể làm mất dần tham niệm và những chấp trước mê muội, từ đó mà trí được minh sáng ra.
Thứ bảy là can đảm đối mặt với khó khăn. Lão Tử giảng, kẻ biết người là khôn, kẻ biết mình là sáng, thắng người là kẻ có sức, tự thắng mình là kẻ mạnh. Khốn cảnh không đáng sợ, mà điều đáng sợ chính là mất đi lòng tự tin, mất đi ý chí của bản thân. Trong cuộc sống, phần lớn mọi việc đều không được như ý, cho nên ở vào hoàn cảnh khốn khó, càng cần phải tự tán thưởng khích lệ mình, tin tưởng vào chính mình, khẳng định mình. Làm được như vậy, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng sinh mệnh bản thân luôn có sức sống mới. Mỗi người đều là riêng biệt, không giống với người khác, có vẻ đẹp riêng, ưu điểm riêng. Cuộc sống vốn là như vậy, bầu trời vốn là trong xanh như vậy. Điều cần thay đổi không phải là hoàn cảnh, mà chính là tâm thái của bản thân mình. Thứ tám là tự soi xét lại chính mình. Con người thường dễ bắt lỗi người khác, nhưng khó nhìn thấy lỗi lầm của bản thân mình. Người quân tử phải thường xuyên tìm những thiếu sót ở bản thân mình mà không trách cứ người khác. Giữa người với người phát sinh mâu thuẫn xung đột, nếu một bên có thể quay lại nhìn xem bản thân có sai sót gì không, thì rất nhiều khi mâu thuẫn tự nhiên sẽ được hóa giải. Nếu cả hai đều có thể làm được như vậy, thì mọi việc đều trở nên tường hòa, thông thuận. Không có ai là chưa từng mắc lỗi. Bởi vậy muốn tu dưỡng và hoàn thiện bản thân thì điều quan trọng nhất là tự soi xét lại chính bản thân mình.